Đi hẳn đi nên mà quay em này. Này nó không nhìn thấy đường biên. Chia cho này xuống kiểu gì? Cho này có cúi xuống. Quay đủ mà đúng không? Bình thường là phải Huy con này, Huy đã biết rồi. Bình thường là Huy ơi. Cái này nó đẩy xuống kiểu gì? Đẩy lên lên xuống kiểu gì nhỉ? Cúi xuống nữa ấy. Nó biết chặt quá thế nào ấy nhỉ? Không là cái này. Đây đây đây. Đến này thôi. Buôn kia bắt cho VFC mà. Cái gì? Đây để bắt cho kia đứa nào. Mới. Anh cũng ngày xưa đã giải mình ấy. Cứ trượt thổi là có ông là cái tay rồi. Đổi bóng đi, đổi bóng đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con hình này đá nhiều độ phết. Việt Nam không đi FC rồi. Người sau này. Salomo thôi. Thế là nhuộm tóc này em. Dạ vâng. Ừ, thì nhuộm tóc xong đã đầu mới nhuộm à? Mới nhuộm qua anh. Tay tưởng các không trò nó trò nó bắt này. Nó vẩy hết cả vào tay. Anh Quyết ơi! Thằng này. Cái Thảo đấy. Gì ơi là gì ơi? Toàn điên. Chắc này đổi đầu hết đấy. Đéo thảo đụt đụt rồi. Yeah.
Đồng chí ơi, phải vào đồng chí ơi. Bà đi anh. Không có tí sát lực.
đâu rồi, đâu rồi Thanh ơi. Ngọc Bảo. Hết đi anh ơi. Hết đi.